là chợ Chi Lăng mà bán những cái món đồ cái gì trên chợ Chi Lăng các bạn. Đây có cái bằng ủi không dây. Đây là bằng ủi không dây nha. Mình cũng có một cái nhà đó. Mình có một cái nhà đó. Biết rồi. Ủi này ủi hơi nước nè các bạn, không dây có hơi nước nha. Xài điện cho 10, chúng ta có cái này nè, cái hộp này nè, nó có cái sạc dây á. Chúng ta sẽ đi sạc rồi xong để lên là nóng rồi, chúng ta dở đi ủi thôi các bạn. Ủi và sạc không dây của Nhật các bạn. Còn này là công điện. Cái mát ở trong á. Ở đây cái bóp đựng tiếng còn không? Còn cái này là cái là công điện. Lấy cho tôi là công điện Panasonic này các bạn. Kiếng sáng không? Kiếng này tốt lắm nè. Kiếng mát đó, kiếng nó tốt lắm đó. Tại con mua kiếng gì không biết. Cái mát không? Mà muốn sáng hay là muốn cái đó đi. Kiếng sáng này đi nắng không được, cái này đi nắng được nè. Kiếng màu đúng không? Ừ, kiếng này đi nắng em lắm nè. Để kiếm trắng phải không? Kiếm trắng cho bà. Không, trắng quay cho bà. Quay video mà. Đây là ca kiến nè các bạn, kiến rất là đẹp ha. Cái này để cho nè. Đây là chợ Chi Lăng nè. Ta sẽ lựa kiến nha. Kiến này đẹp á. Kiến này đưa bà đẹp á. Kiến trắng nè. Má. Nè kiến này trắng nè. Mà không chạy chơi nữa mua. Chạy chơi nè. Có kiến là đẹp. Biết đâu rồi kiến này đâu. Kiến là được nè. Cái kiến này đi nắng đi xe nắng nó không có chán mắt. Cái này cũng được rồi mà nè. Con mua cái ăn xài biết lâu nó không có chạy rồi nè. Sáng không? Mua cái bằng ủi xài. Mát không? Quá trời rồi kiến đó là kiến cặn hay kiến mát? Không dây luôn gì hết. Chạy đâu đâu. Nó nhìn xa để chạy đâu không được. Kiếm gì bà Trang? Trời toàn kiếm trứng cặn không vậy? Kiếm nó không có giá được. Nè, nó không phải đâu, nó có cái này nè. Cái mấy này cũng thứ chứ mấy thứ. Nè. Cái đẹp các bạn. Cái vài chục ngàn. Đâu đâu có, nó có cái đồ gì nè. Kiếm điện vô. Kiếm điện vô rồi nóng rồi xong rồi về khách đi ủi. Này nó rộng quá à, rộng quá rộng. Cái hả? Này được không? Rộng nó rộng. Cái này trời. Rộng nãy vừa đó. Cái nãy vừa đưa bà nãy cái vừa đó. Thì cái này cũng đẹp nè, mà là cúc kỳ nè, hiệu cúc kỳ đẹp nè. Cái đó đẹp đó bà nè. Rau sắp đi rồi. Kiến